Xin chào cả nhà, hôm nay em sẽ nấu món canh chua chay. Thì mời cả nhà đi hái nguyên liệu với em để làm món này nha. Mình hái lá mè trước, lá mè nấu canh chua mới ngon. Bây giờ mình sẽ cắt thêm rau cải lủi. Giờ mình sẽ tiếp tục đi cắt bạn Hà. Và bây giờ những nguyên liệu em đã hái xong rồi. Giờ bắt đầu mình sẽ sơ chế và mình nấu ăn thôi. Mình sẽ đổ cà thêm. Mình cho ớt bột vô. Mình đổ nước vô. Mình sẽ cho lá me vào. Lá me thì mình giò nó mới ngon.
nó ra hết chất chua. Mình cho đậu bắp. Đậu bắp sôi mình sẽ cho bắp chuối vào. Rồi mình cho rau vô. Mình sẽ nêm hạt nêm chay. Một ít muối, một ít đường. Nêm cho vừa khẩu vị gia đình mình. Hôm nay ông xã mình sẽ làm món mực rim. Mình sẽ hái ớt để đâm muối ớt ăn với cà chua. Mời mọi người ăn canh chua chay và mực rim cùng với gia đình em nha. Xin mời. Rồi, ăn con. Mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha. Mời mọi người nha. Đói quá rồi. Công sức của chú cháu với cô nó hoàn thành muốn ăn. Ngon quá. Về quê ăn ở ngoài ngoài hè có ao cá nữa, thích thật. Chấm với ớt ngon. Có biểu ông nghĩ hôm nay ăn sao con? Ngon lắm mọi người. Mắc cỡ thì sao? Con nói yếu vậy con, nói lớn hơn. Không nhận ra ăn ngon thiệt. Hai chú cháu làm từ sáng giờ có bụng rung tay luôn. Giờ mới được ăn. Cái bát chuối cái này là ngon nhất. Anh ăn không? Anh ăn chưa ăn không con? Cảm ơn nha. Ở nhà mua mực về làm món mực ghim tỏi ớt ăn ngon nha cả nhà, nó dài dài mà mặn mặn ngọt ngọt rồi có vị cay của ớt khô nữa. Thở miếng muối ớt xanh cây nó tự mọc vô rồi nó the the mà ngon. Dạ nấu cho ăn cũng ngon.
Nay Út ăn nhanh rồi chưa? Mấy anh sắp hết rồi. Chạy 60 cây về vợ đãi cho món thịnh soạn. Nay về quê được vợ làm món canh chua bắp chuối, em thì làm khô mực ghim ăn ngon cả nhà. Chút nữa có bình bát rụng chín cây em dầm đồn cho anh ăn. Ngồi đây tí nữa nghe rụng cây. Giờ về quê chơi rồi, còn anh em ở trên thành phố à, đi làm cả ngày về nấu cơm ăn có mình buồn, mua mì gói nấu ăn không à. Em ăn nhanh nhất. Ai nhanh nhất là rửa chén. Lâu rồi mới lại về lại quê vợ, nhìn cảnh đồng quê yên bình. Làm chén nữa mình lại quá xuất sắc. Đồ của mình, nhà mình trồng á cả nhà, đồ tự nhiên không có phun thuốc á, ăn rất là đã luôn, cảm giác ăn rất là thích so với là ra chợ mua. Tại hàng ngoài chợ là đa số là sẽ là hàng không có được tự nhiên, không có được, nói chung là đa số là sẽ có phun thuốc á. Đang ăn mà nghe mấy con chim nó hót béo con thích hả? Làm mệt xong ăn cơm cùng gia đình thấy nó vui ấm cúng.
mực nhiều chứ. Út làm ngon lắm á. Ở dưới này trồng chuối, bắp chuối ăn ngon. Giờ trên phố rồi, hàng nó bắp chuối nó canh chua không? Phải chạy ra chợ kiếm mua mới có. Có bữa đi ra kiếm thì hết rồi. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng được tươi đâu. Có khi bán trễ nó đen đen á, để lâu á. Thì quê nhà có một ít đất trồng vài cây chuối. Ăn với chưa ăn yếu rồi, một mình em ăn hết cái tô luôn. Nếu em thích ăn rau để dành cho em ăn. Trời sắp mưa. Này ăn no căng bụng. Mẹ chưa có múc canh không? Trên phố bán cái thơm nhỏ 10.000. Dìu quê mua 4 trái cũng 10.000 ăn đã luôn. Bởi về quê bình yên lắm. Về quê thích gì mình mua mình trồng. Mốt rồi nó sẽ cho mình hai trái ngọt. Tí nữa ăn xong anh đi
anh với Trương trồng cây dừa với cây nhãn thêm. Ừ. Năm sau là về nữa là có ăn. Công nhận canh chua nấu đơn giản vậy chứ mà ăn ngon ghê ha. Ừ. Có đầy đủ luôn á. Ừ. Nấm tàu ngư nó dai dai, mấy chiên nữa. Hai chén cơm, một chén canh. Này em là Superman. Ai chưa? Trời ơi, sạch chén rồi. Ăn hết tô ăn luôn rồi. Chào tạm biệt cả nhà thôi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, dành thời gian xem video của em. Rất mong nhận sự chia sẻ, đăng ký ủng hộ của cả nhà để em làm những cái video tiếp theo hay hơn. Và bây giờ thì gia đình em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Xin chào cả nhà, bye bye cả nhà.